Em xin kính chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Giang Nam Audio lại lên sóng để giới thiệu đến anh em một cái cặp loa của dòng loa kiểm âm, loa của hãng Fortech anh em nhé. Loa Fortech được em ship thẳng từ Nhật về. Và cái dòng loa này thì nó là loa kiểm âm Activer, nó là liền công suất anh em nhé. Đấy, loa này là liền công suất và loa về trong tình trạng zin và đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Và model của cặp loa này PMO.5N, một dòng loa kiểu âm cực kỳ hay luôn. Bát của nó là bát 16 và chép đom anh em nhé. Mặt mặt trước là sơn piano, còn bằng sau là thùng gỗ. Đấy, và đằng sau của nó nữa là phần công suất có volume chỉnh to nhỏ anh em nhé. Và một dòng loa cực kỳ hay. Sau đây em sẽ test chất âm của nó, và trước khi đi vào phần test chất âm thì em báo giá luôn. Đây là cặp loa này em bán với giá 6 triệu, một cái giá rất là mềm để anh em chơi nhé. Anh em chơi cái dòng loa này thì yên tâm, không phải phối ghép, không phải lo phối ghép nữa, bởi vì nó là còn đi liền công suất rồi, anh em về chỉ có cắm vào là chơi thôi. Sau đây test chất âm anh em nghe thử nhé. Xuất sắc anh em nhé. Và em bán với giá là 6 triệu, một cái giá rất là mềm. Đấy, một cái giá rất là mềm cho cái dòng loa kiểm âm này. Và anh em nào có nhu cầu liên hệ với em nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em.